Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân giành làm người yêu Vương Nhất Bác trong phim Ngôn Tình mới. Hai mỹ nhân đang gây bão hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đều đang nhắm đến vai nữ chính trong dự án phim Giữ Quan Đồng Hành. Sau dự án cổ trang Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, fan hâm mộ vẫn chưa có dịp gặp lại Triệu Lộ Tư qua màn ảnh nhỏ khi hàng loạt tác phẩm truyền hình có sự góp mặt của cô như Tinh Hán Sáng Lạng hay Thả Thí Thiên Hạ vẫn còn đang xếp kho đợi ngày ra mắt. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo có blogger đăng tải thông tin Triệu Lộ Tư có dự tính sẽ tham gia vào phim truyền hình mang tên Giữ Quan Đồng Hành, chuyển thể từ tác phẩm Fan Vợ Đã Hiểu Chưa, thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng. Bên cạnh đó, có nguồn tin cho rằng không chỉ Triệu Lộ Tư đang có ý nhận vai nữ chính trong dự án lần này mà Ngô Thư Hân cũng đang tiếp xúc với vai nữ chính Kiều Tiếu. Được biết, cả Tencent và Youku đều rất coi trọng dự án này. Fan Vợ Đã Hiểu Chưa của tác giả Xuân Đao Hàn, tiểu thuyết đạt hơn 9,9 tỷ tích phân, điểm tích lũy trên Tấn Giang thuộc thể loại hài hước giới giải trí. Phim chuyển thể sẽ khởi quay trong năm nay vào kỳ nghỉ hè. Được biết, toàn đội chế tác của bộ phim này cùng đoàn đội với phim Trường Nguyệt Tẩn Minh do La Văn Hy và Bạch Lộc đảm vai chính. Nội dung chính của Giữ Quan Đồng Hành kể về Kiều Tiếu, cô là một fan trung thành của thần tượng Hoắc Hy. Không chỉ vậy, còn là kiểu fan vợ, fan bạn gái. Kiều Tiếu cực kỳ ghét nữ minh tinh Thịnh Kiều vì cô này suốt ngày dựa hơi cọ nhiệt Hoắc Hy để tạo scandal tình cảm, tăng nhân khí của bản thân. Công việc hàng ngày của Kiều Tiếu ngoài trừ việc xách camera đu thần tượng chính là điên cuồng bắt cô nàng Bạch Liên Hoa Thịnh Kiều kia. Thế nhưng không ngờ có một ngày, Kiều Tiếu xảy ra tai nạn, khi tỉnh lại thì biến thành nữ minh tinh Bạch Liên Hoa Thịnh Kiều, lại còn hợp tác với chính idol nhà mình trong bộ phim tình cảm đô thị. Ngoài ra, theo thông tin được tiết lộ, nam chính cũng đang tiếp xúc với Vương Nhất Bác. Nếu tin này là thật, chắc chắn Giữ Quan Đồng Hành sẽ lại là tác phẩm chưa phát sóng đã nổi, nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả. Trong khi đó, Vương Nhất Bác cũng là một trong những tiểu sinh nổi đình nổi đám hiện nay của Cbiz. Thời gian qua, nam diễn viên cũng tạo ấn tượng với lối diễn xuất qua bộ phim Phong Khởi Lạc Dương, mang về những thành tích đáng nể. Còn Triệu Lộ Tư trong những năm gần đây ít nhiều cũng khẳng định thực lực diễn xuất với công chúng qua loạt tác phẩm Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành vai nữ phụ. Cho nên sự kết hợp của cả hai lần này được đánh giá là lần kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Ở một diễn biến khác, cặp đôi được yêu thích trong gia đình Tiểu Mẫn, Châu Dực Nhiên và Hướng Hàm Chi cũng được cho sắp tái hợp trong phim mới về chủ đề Thanh Xuân Vườn Trường. Được biết, dự án Gia Đình Tiểu Mẫn đã kết thúc nhưng dư vị còn đọng lại trong lòng khán giả vẫn rất dạt dào. Ngay từ khi mới phát sóng, phim đã nhận được cơn mưa lời khen của khán giả, chỉnh chu từ kịch bản đến dàn diễn viên. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám từ gạo cội đến lớp diễn viên trẻ tài năng hiện nay. Ngoài đổ dồn sự chú ý vào nữ chính Châu Tấn, khán giả không khỏi quán quéo trước chemistry giữa hai diễn viên Châu Dực Nhiên và Hướng Hàm Chi. Tưởng chừng cả hai sẽ bị lu mờ trước những diễn viên lâu năm, nhưng hiệu ứng mà cặp đôi mang lại vượt ngoài mong đợi ban đầu. Cả hai đều sở hữu ngoại hình sáng, có năng lực thật và khán giả nhìn thấy sự tiến bộ trong diễn xuất theo từng phim. Sau thành công của Gia Đình Tiểu Mẫn, bộ đôi Châu Dực Nhiên và Hướng Hàm Chi nhanh chóng được khán giả đẩy thuyền và hy vọng họ sẽ sớm tái hợp. Đúng cầu được ước thấy, mới đây có nguồn tin Châu Dực Nhiên và Hướng Hàm Chi sẽ gặp lại nhau trong bộ phim mang đậm màu sắc thanh xuân tươi trẻ. Được biết, phim có tựa đề ấn tượng Tôi Mộng Giữa Ban Ngày được cải biên từ tiểu thuyết Thanh Xuân Vườn Trường cùng tên của Tê Kiến. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy trong tháng 3 năm 2022. Tiểu thuyết gốc kể về thiếu nữ Lâm Ngữ Kinh cùng cha chuyển đến thành phố mới sinh sống. Trước khai giảng, cô đã gặp đại ca xã hội gắt gỏng và khó tính Thẩm Quyện. Giữa họ dường như là hai đường thẳng song song, nhưng vô tình lại gặp nhau ở trường học. Chưa hết, họ còn trở thành bạn cùng bàn. Sau hàng loạt sự kiện như kỳ thi tháng, đại hội thể thao, trận đấu bóng rổ, họ đã thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Lâm Ngữ Kinh dần nhận ra cậu bạn cùng bàn xấu tính, vừa nghe tên đã khiến người ta sợ mất mặt, Lâm Quyện thật ra cũng có nét dịu dàng. Cuối cùng, Lâm Ngữ Kinh đã ủng hộ cậu thay đổi lại giấc mơ bị từ bỏ. Tình cảm lớn dần và họ nhận ra tình cảm chân thành dành cho nhau không chỉ đơn thuần là tình bạn. Dù thông tin này chưa được xác thực nhưng khán giả rất mong mỏi về màn kết hợp giữa Châu Dực Nhiên và Hướng Hàm Chi.